tiểu sử doanh nhân Đỗ Anh Tuấn. Đỗ Anh Tuấn là một trong những tỷ phú được nhiều sự chú ý hiện nay. Ông chính là người đứng đầu của tập đoàn Sunshine, là người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ. Khác với những doanh nhân khác, Đỗ Anh Tuấn không phải là cái tên quá nổi bật với đại chúng. Chỉ những năm gần đây, tên tuổi của ông mới được nhiều người biết tới hơn thông qua các dự án khủng. Nằm trong top các tỷ phú giàu có nhất Việt Nam, nhưng vị doanh nhân này lại khá kín tiếng. Vậy nên, những thông tin tiểu sử của ông cũng được mọi người tìm kiếm nhiều hơn. Ông được biết tới là vai trò chính chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Sunshine hay Sunshine Group. Mặc dù công ty chỉ mới thành lập vào năm 2016, nhưng đã thực hiện rất nhiều dự án khủng. Trên sàn chứng khoán, vị doanh nhân cũng đã xuất sắc giữ vị trí thứ 7, địa hạt được vị doanh nhân hướng tới chủ yếu là hệ thống du lịch sinh thái. Chỉ mới thành lập, nhưng công ty có tốc độ phát triển ấy khiến cho không ít người kinh ngạc. Trước khi thành lập Sunshine Group, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Kiến thức sách vở cùng với kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cho ông đánh nhanh, thắng nhanh và gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang. Đỗ Anh Tuấn sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1975, quê quán Thanh Hóa. Vị doanh nhân này rất ít chia sẻ trên báo chí truyền thông. Ông cũng hiếm khi chia sẻ về gia đình hay cuộc sống cá nhân. Vậy nên, những thông tin có được về ông là khá ít ỏi. Điều này cũng càng khiến cho sự tò mò của mọi người dành cho doanh nhân Đỗ Anh Tuấn tăng cao. Để tạo dựng sự nghiệp ngàn tỷ như hiện nay, sự thông minh tài trí của vị doanh nhân là không thể phủ nhận. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã luôn là một học sinh ưu tú. Ông tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi ra trường, ông công tác tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Sau này, vị doanh nhân làm việc cho nhiều tập đoàn lớn, cuối cùng đứng ra lập nghiệp, mở công ty và đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Là người tài nên doanh nhân Anh Tuấn đã sớm được trọng dụng. Ông liên tục có những bước thăng tiến vượt trội trong công việc. Thậm chí, ở độ tuổi còn trẻ, ông đã nắm giữ nhiều vị trí vô cùng quan trọng. Sau này, bằng vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy, ông đã thành công xây dựng tập đoàn nghìn tỷ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không sai khi mà khẳng định Đỗ Anh Tuấn là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Từ một nhân viên công chức nhà nước, Đỗ Anh Tuấn đã có những thăng tiến vượt bậc. Năm 2005, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Việt Nam. Từ năm 2005 đến năm 2010, ông giữ vị trí lần lượt trưởng phòng, phó tổng biên tập Cổng Thông tin Điện tử, Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Năm 2011, lúc này ông chỉ mới 36 tuổi, nhưng đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương, công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin. Tháng 4 năm 2016, thành lập tập đoàn Sunshine, sự ra đời của Sunshine đã giúp Đỗ Anh Tuấn đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Ông Đỗ Anh Tuấn gây dựng đế chế Sunshine như thế nào? Tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ thông tin, vừa ra trường đã làm việc tại Bộ Xây dựng. Có lẽ đây là những bệ đỡ lớn nhất khiến cho con đường sự nghiệp của ông ngày một thăng tiến thần tốc. Có những bệ đỡ vững chắc và đường lối chính sách phát triển thần tốc, từ khi xuất hiện trên thị trường bất động sản, tập đoàn Sunshine Group đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành bất động sản. Sunshine Group đã trở thành nhà đầu tư và phát triển các dự án nhà ở cao cấp và những khu nghỉ dưỡng hạng sang. Dưới sự lãnh đạo của Đỗ Anh Tuấn, Sunshine Group đã không chạy theo lối mòn xưa cũ của những đơn vị khác. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Anh Tuấn đã chú trọng đến công nghệ và để tâm hơn đến những trải nghiệm sống của người dân. Những dự án nhà ở, khu đô thị thông minh của tập đoàn Sunshine Group đã luôn hướng tới sự đa dạng trong hệ sinh thái, không dừng lại ở việc sinh lời mang đến không gian rộng lớn sang trọng. Sunshine còn trang bị những công nghệ hiện đại thông minh, tất cả chỉ thao tác trong một nút chạm.
Sunshine luôn đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm, tiếp thu những giá trị tinh hoa nhất của xu hướng bất động sản. Vượt qua nhiều ông lớn tên tuổi lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, Đỗ Anh Tuấn đã giúp Sunshine giành được nhiều hạng mục và giải thưởng danh giá. Từ khi quyết định rời nhà nước để tiến thân vào con đường kinh doanh, năm 2016, anh Tuấn đã thành lập công ty cổ phần tập đoàn Sunshine Group, vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Công ty thành lập cùng với hai cổ đông khác là Đỗ Thị Định và Đinh Hữu Thành. Chỉ mới đi vào hoạt động được 3 tháng, Sunshine Group đã tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2018, tăng vốn điều lệ của Sunshine Group lên 8.535 tỷ đồng. Theo đó, anh Tuấn là cổ đông chính với số vốn góp là 6.600 tỷ đồng, tương ứng với 77,6% vốn điều lệ của tập đoàn Sunshine Group, giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoài chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Sunshine Group, anh Tuấn còn giữ chức vụ chủ tịch của nhiều công ty khác như chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sunshine Home, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thường, công ty cổ phần tập đoàn KSG, công ty cổ phần xây dựng SCG, công ty cổ phần xây dựng SCG mới được giao cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào tháng 4 năm 2021. Về cuộc sống riêng tư, anh Tuấn cũng có sở thích bình thường giản dị như bao người khác. Sau những thời gian làm việc mệt mỏi, stress, căng thẳng, anh Tuấn cũng thích ngồi đánh cờ đàm đạo với các bạn bè bên ly chè, đi đánh gôn lúc rảnh rỗi cùng với đối tác. Anh Tuấn còn đích thân đi hành tại các công trường để thị sát công trình, đi dạo phố cổ, trà đá vỉa hè. Thú vui này không phải vị doanh nhân tỷ phú nào cũng có được. Thế nhưng anh là người khá kín tiếng, kiệm lời và luôn cẩn trọng, chỉ chu. Năm 2018, anh Tuấn kết hôn với nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Nguyễn Thị Ngọc Duyên. Sau đó, vào tháng 5 năm 2018, đã có cô con gái đầu lòng sinh tại Bệnh viện Quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh.